Ông Lê Văn Hiệu chuyển về lô 7, đền Lư Ba, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội từ năm 2015. Chia sẻ với phóng viên, ông cho biết từ khi xây dựng xong cho đến nay, khu tái định cư Hồ Đền Lư vẫn chưa có một hộ dân nào tới ở. Điều này không chỉ gây lãng phí mà còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho các hộ dân quanh khu vực này. Cái khu vực này, cái thứ nhất là cái vệ sinh môi trường cực kỳ là nhếch nhác. Họ đến đây họ đổ trộm rác xung quanh các thứ này. Những cái tình trạng ở đây là người vô gia cư, những cái người ta đến đây người ta thậm chí là những cái người tự bệnh hoạn ấy, điên dại các thứ là cũng đến đây ở. Thế là những người vô gia cư thậm chí như vậy là ngủ đêm ở đây. Thế rồi là nơi đây là cái số nghiện hút nay vãng qua và sử dụng làm cái địa bàn hoạt động. Thế rồi là thậm chí nó ảnh hưởng cả cái khu phố chúng tôi ở đây. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì chúng tôi đang có mặt tại khu tái định cư Đền Lư ở quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Tưởng những là nơi này sẽ là một cái khu vực sinh sống lý tưởng dành cho những người dân có nhu cầu. Thế nhưng như quý vị thấy thì hiện trạng ở đây đang cửa đóng then cài, mà thậm chí khóa thì cũng không còn nữa. Và bên này thì kính đã vỡ. Tất cả những giấc mơ về an cư của người dân không biết sẽ đi về đâu. Theo ghi nhận của phóng viên báo Công Thương, nhiều hạng mục công trình của khu tái định cư Hồ Đền Lư đã bị xuống cấp trầm trọng. Kính vỡ, khóa cũng không đầy đủ, rác thải bao quanh, cây cỏ cao vút, nhiều bức tường bị vẽ bậy, không khác nào một khu nhà đã bị bỏ hoang. Có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân khiến rất nhiều hộ gia đình đã không lựa chọn về khu vực này để an cư. Còn những hộ dân ở đây lâu dài như ông Hiệu cũng chỉ biết tự bảo ban nhau bảo vệ khu vực mình ở, dù còn đó những nỗi lo. Đây chỉ là một trong số rất nhiều dự án tái định cư đang bị bỏ hoang trên địa bàn thành phố Hà Nội. Được biết, dự án khu tái định cư Đền Lư 3 thuộc địa bàn hai phường Tân Mai và Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, bao gồm 3 tòa nhà chung cư cao tầng với hàng trăm căn hộ được xây dựng và hoàn thiện trong năm 2017. Dự án ra đời nhằm phục vụ việc tái định cư cho người dân sau khi giải phóng mặt bằng khu di dân Đền Lư 3. Nằm ở vị trí đắc địa, với mặt tiền là tuyến phố Tân Mai rộng trên 50m, cạnh đó là hồ Đền Lư đã được cải tạo. Nhờ vào cảnh quan sạch đẹp, vị trí giao thông thuận tiện nên giá chung cư tại đây dao động từ 40 đến 50 triệu đồng một mét vuông. Trong bối cảnh giá nhà ngày một tăng, việc bỏ hoang những tòa nhà tái định cư như thế này là việc vô cùng hoang phí, gây mất mỹ quan đô thị. Thực tế hiện nay, không ít người đang thiếu chỗ ở, phải sống trong cảnh chật chội, thì nhiều tòa nhà chung cư như thế này trên địa bàn thành phố Hà Nội lại đang trong tình trạng bị bỏ hoang, đắp chiếu nhiều năm nay. Thiết nghĩ, đã đến lúc chính quyền thành phố Hà Nội cần có giải pháp quyết liệt hơn nữa trong thời gian tới, tránh để người dân đang sinh sống trong vùng quy hoạch gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, tránh để tài nguyên đất bị lãng phí, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình quy hoạch phát triển đô thị trong tương lai.